Lẹ đi, chạy đi, nhanh lên đi. Trời ơi, cháy đen rồi. Ôi trời ơi, anh em nhà tiên cá là thường tụi em ở dưới nước mà tụi em phải lên bờ như vậy. Bây giờ trên mạng không có cái gì hay ho để show ra cho các bạn coi, mình phải dán mình làm quay clip cho các bạn coi nên mình phải đi.